GDP của Mỹ vừa được công bố cách đây vài giờ đồng hồ, giảm 1,6% thay vì như dự báo là 2,5% và so với tháng trước là 3,4%. Như vậy, cho thấy là nền kinh tế Mỹ đang có đà tăng trưởng chậm lại. Và ngay lập tức, chỉ số Dow Jones đã phản ánh với tin tức này, ngay lập tức là giảm 600 điểm và đang tạo gáp trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và sẽ tiếp tục cập nhật chỉ số Dow Jones ở trong room khách hàng cũng như là trên kênh TikTok và kênh YouTube. Và trước đó thì chỉ số Dow Jones đã có 3 phiên hồi phục ngắn hạn, chỉ mang tính chất là trì hoãn sự suy giảm của chỉ số khi mà trước đó chỉ số Dow Jones đã chính thức tạo đỉnh đảo chiều và giảm thủng kênh tăng giá. Và vì vậy nên là trong phiên ngày hôm nay, sau khi mà chỉ số GDP của Mỹ được công bố giảm khá là mạnh thì ngay lập tức là đã ảnh hưởng đến chỉ số Dow Jones và khiến cho chỉ số rơi khá là nhanh ngay khi mở cửa. Và thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng đang nằm trong nhịp điều chỉnh khá là mạnh kể từ vùng đỉnh là 1.280 điểm và giảm xuống mức thấp nhất là vùng 1.170 điểm. Và hai phiên ngày hôm nay thì thị trường đã có sự phục hồi, tuy nhiên là với thanh khoản khá là thấp. Điều này thì nhiều khả năng cũng thể hiện là một sự phục hồi về mặt kỹ thuật sau khi mà chỉ số VN Index đã chạm đường hỗ trợ mạnh là đường MA200 và mang tính chất là trì hoãn đà suy giảm của chỉ số trong bối cảnh là vĩ mô vẫn còn đang bất lợi khi mà tỷ giá vẫn ở mức cao và lạm phát cũng như là lợi suất trái phiếu, đặc biệt là lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng đã bắt đầu có chiều hướng gia tăng trở lại. Và hai trong số 4 ngân hàng lớn là Vietinbank và BIDV đã bắt đầu tăng lãi suất tiết kiệm trở lại. Lãi suất thì luôn có chiều hướng tác động ngược chiều đến thị trường chứng khoán và có thể tiếp tục gây ra nhịp điều chỉnh của thị trường. Và trong kịch bản mà chỉ số VN Index có thể giảm xuống dưới đường MA200 mới phản ánh hết cái biến động xấu của thị trường vĩ mô cũng như là những tin tức chưa được tích cực, thì rất có thể là áp lực bán ra sẽ mạnh hơn đến từ những nhà đầu tư mà đã mua vào bắt đáy sớm thì sẽ có thể phải cắt lỗ. Đồng thời là áp lực Fox Sell và Comerzin sẽ bán giải chấp sẽ diễn ra mạnh hơn khi mà chỉ số VN Index có thể là giảm xuống dưới đường MA200. Vì vậy nên đối với những nhà đầu tư mà vẫn còn nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao thì mặc dù là đã liên tục được khuyến nghị là hạ tỷ trọng, đặc biệt là canh những phiên phục hồi của chỉ số VN Index trong vài ngày vừa qua là những phiên rất là tích cực để nhà đầu tư có thể nhanh chóng hạ tỷ trọng cổ phiếu, giảm áp lực vay margin tại các công ty chứng khoán trong bối cảnh là tỷ lệ vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán hiện tại vẫn khá là cao. Và ngoài ra thì đối với những nhà đầu tư mà vẫn còn đang nắm giữ tiền mặt đã bán chốt lời thành công thì vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi những diễn biến tiếp theo của thị trường, tránh mua vào bắt đáy sớm và thị trường có thể đảo chiều và tiếp tục rơi nhanh thì sẽ cực kỳ là rủi ro. Và mọi khuyến nghị mua bán thì sẽ được tư vấn cụ thể trong room khách hàng. Quý nhà đầu tư có nhu cầu tham gia room khách hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với số Zalo 032 975 9522 Miss Hằng Nguyễn để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.